Ok, nếu anh em mà đang coi một cái video nào mà thích cái server đó thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải và download game luôn nha. Thì ở đây, anh em nếu mà dùng trên máy tính á, anh em có thể kéo xuống và tìm có một cái ô nhỏ nhỏ như này có chữ hiện thêm nè. Anh em bấm vô thì mình sẽ để ở đây rất là chi tiết như là tên server nè, link tải và link đăng ký và server có mất phí hay không và bot Zalo. Thì em có mình để hai cái luôn, một cái ở dưới đây, một cái ở trên đây cho anh em nào mà muốn nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn. Đó thì có cái group Zalo mình tạo nên anh em muốn vô thì có thể vô. Thì link đăng ký và link tải thì mình sẽ để ở ngay đây, anh chỉ cần click vô thì nó sẽ ra ngay link thôi. Còn nếu mà mình để những cái link như là bit.ly đồ này nọ thì anh em cứ bấm thoải mái đi, bởi vì đó là link rút gọn chứ không phải là link quảng cáo. Ok. Ok thì còn ở trên điện thoại thì em làm theo mình nha. Thì đây là cái điện thoại của mình. Thì anh em nào mà muốn tải, anh em thấy cái dấu mũi tên là có phải màn hình không? Ở ngay cái phần này nè. Đó. Anh em chỉ cần bấm vô đó là nó sẽ ra những cái thứ như là bot Zalo nè, rồi thông tin về server như là tên server, rồi link đăng ký đồ này nọ. Anh em chỉ cần bấm vô là nó sẽ ra link. Úp lượng nè, anh em có thể vào hang truyền thuyết. Hang truyền thuyết là để cho anh em úp lượng. Đó, anh em có thể tàn sát ở trong đây. Ui, lượng ra liên tục luôn anh em ạ. À. Ui, mỗi quái sẽ nhận được một lượng. Ok và hello, xin chào anh em và cái channel của mình. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục quay trở lại với tựa game Ninja School. Và cái server lần này mình sẽ xin mang đến với anh em đó chính là Narotia. Và cái server lần này mình nghĩ là một cái server anh em đáng để chơi, bởi vì ở đây thì anh em có thể đọc sơ nè, một cái câu slogan là đăng ký tài khoản miễn phí vô hạn nick và nhiều chức năng mới cực hấp dẫn ấy, nghe thôi là sướng liền đúng không anh em? Thì bây giờ anh em cùng với mình đi vào đây đăng ký một tài khoản xem nó có cái gì nha. Thì vào đăng ký tài khoản thì giống như những cái server khác thôi, tạo một cái tài khoản nè. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, hồi nãy mình nhập hai số liên tiếp anh em ạ. À, đấy, nó đã báo đăng ký thành công rồi. Bây giờ anh em chả cần làm gì nữa. Ở đây anh em thấy những cái gì không? Những cái phần như là tải game, nạp coin, hỗ trợ và bot Zalo. Anh em phải nhớ vào bot Zalo này để cập nhật những cái thông tin mới nhất nha. Đó. Ồ, có những cái gift code nữa nè. Lát nữa mình vô thử. Đây, có phần tải game nè. Anh em vào đây thì có những rất là nhiều cái phiên bản như là bản hack cho Java nè, bản mod hack cho Java có auto lật hình, bản hack cho Java X3, nói chung là vân vân và mây mây, anh em có thể tải ở ngay đây. Ok thì mình đã quay trở lại rồi đây. Bây giờ mình sẽ tạo một cái con nhân vật tên là Tân Ta Lần. Rồi, vào game thôi anh em ơi. Thì đây, anh em có thể đọc sơ qua là chào mừng các bạn đã đến với Narotia. Và cái máy chủ này đã open chính thức vào ngày vào 19 giờ ngày 15 tháng 3. Thì hôm trước mình cũng có review trước khi open rồi. Bây giờ mình sẽ xem coi khi mà open thì sẽ có cái gì nha. Ở đây thì có những cái gift code như là Tia nè, Tân Thủ nè, sự kiện 8 tháng 3 Giang Hà Tây và Narotia. Một cái code có những cái code như sau, đó chính là Tia là cái tên của server, anh em sẽ nhận được 20k lượng. Đó, 46k. Một cái nên là Tân Thủ. Đó, anh em sẽ nhận được nhiêu đây? Nhận được thêm 5 cái linh chi ngàn năm nữa. Một cái code tiếp theo đó chính là Narotia. Đó, anh em sẽ nhận được một cái bát bảo và cái rương bạch ngân và cái rương huyền bí. Rồi. Một cái code nữa tên là Giang Hà Tây. Ủa, gift code này không tồn tại à? Oh my god. Và cái code tiếp cuối cùng của chúng ta đó như là sự kiện 8 tháng 3. Anh em sẽ nhận được cái giỏ hoa 8 tháng 3 nha anh em, 100 giỏ hoa. Anh em có thể lên level và sử dụng cái này. Đó. Thì sơ qua anh em sẽ nhận được những thứ như vậy. Bây giờ mình sẽ qua con admin xem có những gì nha. Đây mình đã quay trở lại đây thì mình mới dụ admin được một cái code anh em, mà để mình share cho anh em ngay trên cái clip này luôn nha. Thì anh em đến ngay con Raki và nhập cái tên kênh mình thôi, tên ta lần bà mày nha, cái nick này nạp gọi anh em, mà đợi mình xíu. Yeah, đây cái con ặc này không bao giờ mà được đúng không, con này làm gì mà đã nhập đâu. Đây mình sẽ test coi nó có cái gì nha anh em. Oh my god, 1 2 3 4 5 lượng, quá là xịn luôn anh em, như có như đây lượng và một đống đồ như này thì thoải mái rồi anh em. Anh em có thể chơi một cách, ủa hồi nãy mình làm gì,
Mình nhớ làm gì có cái này đâu ta. Hình như là bị bug anh em à. Đúng không? Anh em nhớ xem hình như mình làm gì có cái này đâu, đúng không? Đấy, và kệ có thì mình xài thôi. Thì đây, quạt admin đi. Thì mình mới xin admin được cái code đó. Thì anh em có thể vào nhập liền nha, chứ em đợi vài ba ngày là nhiều khi admin cũng xóa đó. Tại vì chắc là cũng phải giới hạn anh em à, cũng server cũng đông mà. Rồi, thì bây giờ mình sẽ coi con admin này nó có cái gì nha. Quầy mới vô thì anh em thấy những cái set áo dài nam nè, anh em có thể trang bị vào. Thì anh em xem thì nó tăng tấn công tận 10.000 lận, chí mạng 100k, à 100 100 bình thường thôi. Thì để mình xem coi trang bị ở đây là cái gì. Thì những cái món trang bị bình thường là đam gốc anh em ạ. Và những cái đam to thì anh em để mình coi đam của con này coi. Đam của con này có 152k thôi, mình nghĩ là một cái server đam gốc như thế này thì cày chay khá là đơn giản. Thì anh em để mình đọc sơ qua những cái thông tin về server cho anh em xem nha. Thì đây là một cái server mà free, vô hạn ngạch và không có cần kích hoạt nha anh em. Nãy mình vào thì đâu cần kích hoạt đâu. Thì cái server đam gốc nhiều chức năng mới và được cập nhật rất là thường xuyên luôn. Thì bây giờ mình sẽ về về làng anh em ạ. Về làng tôn mà cập nhật những cái con NPC mới cho anh em coi. Thì một cái server này, server dành cho anh em nào thích chơi vòng xoay may mắn, mà cái chơi những cái trò mà hên xui may rủi á, thì đây là một cái server khá là đáng cho anh em test. Thì hồi nãy thì mình nhận quà tân thủ thì mình sẽ nhận được 1 triệu xu, 25k lượng và 1 tỷ yên và 5 KS4 anh em ạ. Thì đi từ trái sang phải anh em gặp con Raki đầu tiên. Thì con Raki đầu tiên anh em sẽ có những cái vòng xoay may mắn, thường vòng xoay may mắn VIP và một cái tên là TX. Anh em có thể đặt những cái ngay ở đây và có thể soi nè. Đó. Thì lúc trước mình cũng có ăn hên đựng ván, bây giờ để mình soi coi. Cái ít là nó chưa ra 2 lần, bây giờ mình sẽ đặt ít ít là nó sẽ ra tiếp nha anh em. Ây không đủ xu anh em ơi. Ơi cái con này trong cái server này không có lệnh admin anh em ạ. Ôi một cái server mà dành cho anh em mà thích chơi những cái đó. Thì đây có những cái bảng giá item nè, anh em có thể đọc sơ qua ở đây. Đó, những cái này anh em mà muốn mua thì có thể liên hệ admin hoặc là anh em có thể tự cày. Cái đó là tùy anh em. Ồ ở đây có tắt SP khi mà đánh quái các thứ nè. Rồi, ở đây bên này có một cái con NPC là VIP, thì anh có thể nhận quà VIP ở đây. Thì báo danh VIP ở ngay đây, anh em sẽ nhận được 30k lượng cho VIP 5. Và thông tin VIP anh em đọc sơ ở đây. Hiện đang ở VIP 5 và đặc quyền VIP là nhận ít 5 yên khi úp. Và trạng thái là đã nhận quà VIP và đã báo danh anh mà, là điểm danh hàng ngày á. Bảng xếp hạng VIP nè, mình đang ở bảng xếp hạng thứ nhất. Đó, ở đây có một cái thằng Ấn tộc. Thì Ấn tộc là cái gì? Ấn tộc là cái này nè anh em. Ấn tộc là cái viên này nè. Đó, anh em có thể luyện chỉ số cho nó. Đây, luyện Ấn nè. Cái này nó đã nâng cấp rồi, không có thể luyện được anh em ơi. Nè, anh em phải đọc sơ những cái thứ Ấn tộc là bán tại shop gia tộc với giá là 10 10 triệu xu gia tộc. Trời ơi giờ nhìn riết mấy cái số loạn hết em à. Thì đây đang diễn ra một cái sự kiện quốc tế phụ nữ anh em, để mình cho anh em coi coi. Ở đây có cái phần nâng cấp hành trang nè, anh em có thể nâng cấp thành 126 ô luôn à. Ồ. Anh này vùng đất ma quỷ chắc không có gì đâu. Rồi. Ở đây thì có một cái con NPC ở ngay đây, anh em có thể luyện bí kíp như những cái server khác. Đó thì cho anh em cày chay thì lại đang có bí kíp, nói chung là những cái cơ bản thì đương nhiên là phải có rồi đúng không. Rồi để mình chắc là phải chạy qua bên làng bên kia coi có đầy đủ các chức năng như là mắt các thứ không nha. Khá là nhiều những cái trang bị luôn nè, Sanji đồ này nọ nè anh em, anh em trang bị vô đó. Khi mà anh em mặc Sanji vô thì nó khá là đẹp luôn. Ây sao giống cái này giống cải trang ấy nhở.
Hãy trang mình đang có Yukimura nè, cái hiệu ứng mà gió phù 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 đó là của con Yukimura đó anh em. Để mình đeo cái giáp samurai nam này vào. À đang đeo nè. Quay. Ở ngay cái con katana thì anh em có thể vào ở đây có phần liên hang động nè, anh em có thể đi liên hang động. Là mới cấp 60 thôi à. Thì mình có đi hang động được 6 ít thôi anh em ơi. Hang động 6 ít thì nó cũng khá là bình thường. Ngày xưa thì mình chơi 69 thì mình hay đi cái hang động này. Đấy. Cũng khá là vui, nói chung là phải đi hết 60 phút thì anh mới được ra. Thì vui thì vui nhưng mà thời gian thì hơi tốn, anh em nào có máy treo thì cũng khá là hợp lý. Đi cái này, hang động này thì sẽ nhận được nhiều rương hơn. Đó. Rồi, thôi mình nghĩ là clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu lần sau thì mình có quay trở lại cái server này, mình sẽ review những cái thứ mới như là những cái trang bị mình độc lạ nhất của cái server này nha. Ok, và hẹn gặp lại ở những cái clip tiếp theo. Và nhớ để đừng có quên để lại cho mình một like và một subscribe nha. Đấy. Ok thì bye bye. Em nào muốn chơi thì có thể xuống phần mô tả và đăng ký ở dưới nha. Ok bye bye và hẹn gặp lại những clip tiếp theo.